Hiện nay có bao nhiêu vùng sản xuất và diện tích của chúng là bao nhiêu? Đội nhỏ gồm 5 người. Làm thế nào để sản xuất này theo kịp thời đại? Gấp mấy? Chúng tôi bắt chước công việc. Phương tiện này được làm bằng tay. Trong thực tế, đây là một mô hình 3D. Bắt đầu từ khung, gầm, nội thất, ốp nhựa, ngoại thất. Xin lỗi vì tiếng Anh của tôi. Điều gì về khả năng mở rộng tiềm năng? Ba máy in 3D. Bạn sử dụng phần mềm nào? Vẽ ở định dạng PDF. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nhưng lần nào nó cũng thực sự gây ấn tượng. Alexei, tôi đã biết anh từ rất lâu rồi. Bạn đã làm việc cho công ty từ năm 2015. Tôi muốn nghe từ bạn, tất cả đã bắt đầu như thế nào? Sơ lược về lịch sử. Khi tôi gia nhập công ty vào tháng 8 năm 2015, công ty vừa chuyển đến trung tâm thương mại Titan trên đại lộ Zhukhinskaya. Một đội 5 người đã ở dưới tầng hầm của trung tâm thương mại này. Chúng tôi đã tham gia vào việc sản xuất các mô hình quy mô của các phương tiện, hệ thống giao thông. Trong quá trình phát triển, Anatoly Eduardovich đặt ra nhiệm vụ mở rộng năng lực sản xuất, bởi vì nó là cần thiết để bắt đầu sản xuất các phương tiện với kích thước đầy đủ. Trong nửa đầu năm 2016, chính xác hơn là trong quý đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy địa điểm sản xuất này với diện tích xấp xỉ 1.000 m2. Trong thời gian này, sản xuất của chúng tôi đã phát triển. Hiện nay có bao nhiêu vùng sản xuất và diện tích của chúng là bao nhiêu? Chỉ hơn 7.000 m2. 4.000 trong số đó là khu vực sản xuất thiết bị, cửa hàng lắp ráp. Alexei, mức độ sản xuất này đáp ứng các yêu cầu hiện đại ở mức độ nào? Làm thế nào để sản xuất này theo kịp thời đại? Chúng tôi đang cố gắng trang bị sản xuất với máy móc hiện đại mới nhất. Chúng tôi liên tục theo dõi tin tức thế giới. Chúng tôi tham quan các cuộc triển lãm khác nhau. Mặc dù một số quốc gia hiện đã đóng cửa trong đại dịch, các cuộc triển lãm đã bị hủy bỏ. Nhưng chúng tôi cố gắng theo dõi sự phát triển cả trực tuyến và ngoại tuyến trong lĩnh vực công nghệ và trong lĩnh vực thiết bị chế biến. Loại công việc nào có thể được thực hiện và loại công việc nào được thực hiện trên cơ sở sản xuất này? Còn về khả năng mở rộng tiềm năng nói chung, chúng tôi có đầy đủ các thiết bị cần thiết trong lĩnh vực hàn, cắt kim loại, cắt laser. Của chúng tôi là trang thiết bị hiện đại nhất. Những thợ hàn chuyên nghiệp làm việc ở đây, những người mà chúng tôi đang tìm kiếm rất khó khăn không chỉ ở vùng Minsk, mà chúng tôi còn thu hút họ từ khắp Belarus. Chúng tôi cũng có tất cả các thiết bị gia công kim loại cần thiết. Chúng tôi có 6 trung tâm gia công, một máy công cụ không có tương tự trên lãnh thổ của Cộng hòa Belarus. Chúng tôi có năng lực trong việc sản xuất các bộ phận nhựa, nội thất, ngoại thất. Trong lĩnh vực điện tử và điện, linh kiện điện, chúng tôi tự sản xuất ổ điện, pin, biến tần. Chúng tôi có thiết bị cho phép bạn kiểm tra các hệ thống này. Chúng tôi đã có 3 máy in 3D mà trên đó chúng tôi sản xuất một phần các bộ phận cho ngoại thất và nội thất của cabin. Chúng tôi có năng lực trong lĩnh vực đúc các sản phẩm polymer khác nhau. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác rất phát triển với các doanh nghiệp khác của Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Điều này cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề mà chúng tôi không thể làm trong quá trình sản xuất của chính mình, tức là chúng tôi có thể hoàn thành những đơn hàng và dự án đầu tiên trong những lĩnh vực này. Tất nhiên, chúng tôi sẽ phải tuyển người cho ca thứ hai và thứ ba, nhưng chúng tôi có đủ năng lực để thực hiện chuyển đổi sang sản xuất hàng loạt.
chất liệu rất cao cấp và ngồi rất thoải mái. Ở đây rất thoải mái và tôi thậm chí còn xem xét mức độ bạn có thể điều chỉnh công thái học của những chiếc ghế ở đây. Rất thoải mái. Chiếc xe này đã được trưng bày tại triển lãm ở Berlin tại InnoChance. Chiếc xe tương tự không có cabin ở Mariinagorka. Nó di chuyển dọc theo một cấu trúc đường ray cứng được tải với dần, cho phép chúng tôi mô phỏng toàn bộ tải trọng trên xe. Trong chế độ này, các thử nghiệm được thực hiện. Thực sự là một cơ sở sản xuất hiện đại, mức năng lực tối đa. Bạn thực sự bắt kịp thời đại, thậm chí còn có chút tiến bộ trong tương lai. Bạn sử dụng phần mềm nào? Chúng tôi đang chuyển sang các công nghệ không có bản vẽ. Do đó, toàn bộ nhóm công ty Stitching Technologies hoạt động trên nền tảng của công ty nổi tiếng thế giới Dassault System 3D Experience và với tất cả các sản phẩm mà nó cung cấp. Bắt đầu từ việc phát triển tài liệu thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tài liệu công nghệ và chế tạo sản phẩm. Đây là mô hình 3D cho phép bạn chia kích thước hiển thị tất cả các chiều. Bạn có thể hiển thị bản vẽ ở định dạng PDF, nhưng nó luôn rõ ràng hơn khi bạn có hình ảnh 3D và bạn có thể xem và xác định trình tự lắp ráp của đơn vị đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bạn có thể thấy motor trong bánh xe được sản xuất vào năm 2017 cho chiếc xe 14 chỗ Unibus 210. Kiểm tra độ mòn toàn bộ đang được thực hiện. Đôi khi, chúng tôi lấy nó từ Ecotechno Park, tháo rời khung máy gần như bằng ốc vít. Các nhà thiết kế và kỹ sư quan sát sự hao mòn của tất cả các yếu tố của cơ chế, thực hiện các điều chỉnh nhỏ đối với tài liệu thiết kế, một số cải tiến ở đâu đó. Chúng tôi mang những bản sửa đổi này vào cuộc sống, lắp ráp nó một lần nữa và đưa nó đến Ecotechno Park để tiếp tục các bài kiểm tra này. Xe nên hoạt động hoàn mỹ nhiều năm. Một trong những thành phần quan trọng trên xe là cửa và bộ chuyển động của các cửa này. Hàng chục nghìn chu kỳ được mô phỏng trên băng ghế thử nghiệm này. Sau các thử nghiệm, băng ghế này được tháo rời, phân tích độ mòn của từng cụm máy và các yếu tố của chúng. Một lần nữa, với những sửa đổi này, chúng tôi lắp ráp chúng và chạy chu trình thử nghiệm. Kiểm tra lại các cửa này xem có hỏng hóc không. Điều gì làm cho nó có thể cung cấp một mức độ công việc cao như vậy? Đó là sự hỗ trợ của những người sáng lập của chúng tôi, ban lãnh đạo, được đầu tư vào sự phát triển cả dưới dạng phương tiện vật chất và các lợi ích vật chất và tinh thần khác nhau. Trong đó có việc tổ chức các khu vui chơi giải trí cho nhân viên, một số loại hình thể thao giải trí. Ngoài ra, nhóm được xây dựng dựa trên thực tế là ngoài công việc. Tất cả chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái và tham gia các sự kiện nhất định vào ngày nghỉ. Mọi người gắn bó với công việc này và nỗ lực thực hiện dự án. Alexei, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian, chú ý đến chúng tôi và cho chúng tôi biết về điều đó.
Hãy like và share nếu bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.